cái trái bưởi này của mình đó là nó to trơn luôn rồi nha. Mình không thu hoạch là chừng ngày mai thôi là nó sẽ già hết luôn á. Ôi ôi nó to ơi là to luôn. Cái trái này mình không có biết nó có già hay chưa nữa. Mấy bữa nay mình bận mình đâu có mà ra vườn đâu. Bây giờ thôi mình xoay nó đi. Đúng ra là phải lấy kéo cắt nó. Wow. Ôi ơi cả nhà ơi, nó bự coi nè. Già bả lửa luôn. Ui còn non nha. Bấm nó mềm xèo mà chứ chưa có già. Cái trái của nó là nó bự hơn cái mặt của mình luôn á nha. Bự ơi là bự luôn đó. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ra ngoài vườn, mình sẽ thanh toán một số loại bí nè. Bí dài, bí tròn, bí chỉ bay, rồi su su, một ít rau cải sân trước nữa. Cho nên là mình sẽ ra vườn thu hoạch quay video cả nhà cùng xem nha. Quá chừng cái trái này bự mê quá. Nguyên một dọc hàng này của mình đó, là toàn là bí thôi. Năm nay là nguyên một cái hàng xanh này là trồng bí thôi, nhìn mê là mê luôn á. Mới cắt tỉa xong mấy cái lá của nó cho nó gọn lại. Cái trái này thì nó nhỏ hơn cái trái hồi nãy. Wow. Quá chừng ngon luôn á. Phía bên đây thì mình có mấy cái trái bí nó dài. Đây nè. Đó, trái nó dài thòn loàn luôn. Bên đây một trái nữa. Hai trái chứ, đây nè, nó. Hai cái trái bên đây là nó xanh đậm. Còn cái trái bên đây nè là nó xanh mà nó có sọc. Một cái loại giống bí khác nữa. Hôm nay mình quên đem cái bao tay cho nên là nó mấy cái lá này nó đâm vô đeo, mình làm biến chạy vô qua lấy quá. Còn cái trái nè, cái giống bí này á năm rồi mình cũng có trồng, không biết tại sao nha, trái nào nó ra nó cũng cong cong vậy nè, ở giữa nó có một cái khuyết gì nè. Còn cái loại mà bí xanh đậm á thì hầu như cái dáng trái nào nó ra là nó cũng thẳng đều đẹp lắm luôn đó. Trái này nè chưa nha, trái này cũng chưa có già. Hôm nay mình tưởng là nó già hết rồi. Từ hồi sáng tới giờ không có một miếng nắng nữa. Mình chờ cho có nắng đi mình ra mình quay video nó đẹp. Bây giờ cả nhà biết không, 1 giờ trưa 1 giờ trưa mới có nắng chui ra, nó nắng nóng gần chết luôn. Khi mà mình xoay cái trái của nó là một tay mình phải giữ cái thân của nó lại nha. Chứ thôi mình bẻ đó là nguyên cái cây của nó là nó hư luôn á. Nguyên cái dải này ở đây á, thì mình được 2-3 cây bí dĩa bay nó màu trắng nè. Có cái trái của nó nè. Đó, mình sẽ thu hoạch nó luôn. Đó, còn cái trái của nó nè, nó là lạ không cả nhà. Nó cái giống dĩa bay này nó có màu vàng nữa nha, màu vàng với màu xanh. Còn cái loại này của mình trồng là màu trắng. Hai cái trái này nó cũng nhỏ thôi, nhưng một tu của nó đó. Thôi mình thu hoạch hết luôn. Nằm núp lùm ở đâu trong đây còn một trái nữa nè. Nhưng mà cái trái này mình thấy nó còn non quá, còn nhỏ lắm, cho nên là mình để cái tu sau mình sẽ thu hoạch nha. Tu sau thì nó có một số trái này nữa nè. Đây, cho nên là mình sẽ chừa nó lại. Ý, còn sót một trái bự đấy cả nhà ơi. Ôi cha ơi. Ồ, nguy hiểm quá, một tay. Nhẹ nhàng. Ok, nó một trái nữa. Nó nhém chút là sót thấy chưa. Đó, một tui sau thì mình sẽ có đây nè. Đó, khi mấy cái bông á. Đây nè cả nhà coi nè, nó ra bông. Bông nhiều lắm. Đây, bông cái nè nha. Bông cái nè. Cái nè, đó, mấy cái trái mà nó không được thụ phấn thì nó sẽ bị vàng hết trơn hết trội thôi. Cả nhà xem trái nó nùi luôn á, đây nè, thấy thương không? Đó, nếu mình làm xiên á, sáng mình ra mình chấm á nha, chấm á thì xác suất đậu trái rất là cao luôn á. Đây, cái này cũng bị vàng nè, đó, thôi chạy để đi, chị nào nó vàng. Đây, vàng hết trơn nè, đó. Ổn chưa? Cái này cũng vàng luôn. Nhiều quá mà sao nuôi nổi. Cứ đi ra ngoài vườn là vậy đó. Không có cái này mình cũng có cái kia để mà mình thu hoạch thôi. Ghé qua bên đây nữa nè. Có mấy trái cà chua. Cái dây cà chua này là mình không trồng mà tự mọc nha. Cái hộp của nó đó nó rớt á. Cái giống này là trái tròn.
Nhiều khi mình ăn á, nó rớt hạt xuống á là nó tự mọc lên thôi. Mê không? Coi trái của nó nè, nó từng chùm chùm luôn á. Nhưng mà cái cây này nó tự mọc ở trong cái góc ở trong đây nè, sát cái vách tường á, cho nên là mình không có chăm nó như những cái cây khác á. Cho nên nó trái của nó cũng, cái bông á, nó cũng không có đậu nhiều. Bây giờ mình sẽ qua phía bên đây, cái vàng su su để mà mình thu hoạch su su nha. Hôm nay là su su nhiều lắm, trái luôn đó. Coi trái của nó nè, mê chưa? Mấy cái trái cỡ này á, non ngon lắm luôn. Ôi ôi, xào ngọt lắm cả nhà ơi, xào lên ăn ngọt ngay à. Bây giờ mình lấy cái rổ khác, chứ cái rổ nó nặng quá rồi. Ôi giời, mấy cái trái này nó nằm nó bị kẹt ở trên này. Đây này nè. Đó. Đúng ra để to chút xíu nữa hái nó ngon hơn, hay ham hơn. Ôi da. Đây này nè. Nhiều khi có mấy trái mà nó nằm ở trên cái vàng á, mình không để ý á, là nó bị già luôn. Wow. Cần đâu không? Hay. Bẻ mấy cái su su này ha, ghiền luôn á, mê lắm. Mấy cái trái nhỏ nhỏ này đó, nó còn nhiều lắm luôn á. Coi nè, nó đươm đươm quá chừng luôn á nha ơi. Đây, quay một vòng nha. Quay một vòng cả nhà xem nè. Trái ni rất là nhiều luôn á. Coi nè, thấy mê không? Cho nên là cái tua này á, này mình hái đi. Cái tua mà trái nhỏ nhỏ này á, là mình để tuần sau mình ra mình thu hoạch nha. Coi nè, nhiều chưa? Rất là nhiều luôn. Thấy mê không? Đây đây con trái nữa nè. Cho nên là tuần sau mình chừa lại để tuần sau mình ra mình hái. Còn bây giờ mình sẽ lên sân trước nha. Lên sân trước mình thu hoạch một số rau cải nữa. Nguyên một cái xịa này nó nặng dữ lắm, nặng luôn á. Trái nào cho nó nặng chết ta. 1-2 giờ trưa mà đi ra ngoài vườn. Ôi ôi, nắng nó cháy hắt cái da của mình luôn cả nhà ơi. Bây giờ lên trên đây thu hoạch cái đám rau cải ngọt này của mình nè. Nay là nó lên bông rồi, bắt buộc là mình phải nhổ nó hết thôi. Bữa nay ở ngoài đường biết làm cái gì mà xe tới sửa đường hay gì á. Lắm luôn nha, cái này mình vô nấu cái canh tôm, bỏ vài cái lát gừng vô nữa là ngon khỏi chê luôn á. Coi nè, bây giờ mình lấy con dao á, mình cắt đi cho nó nhanh, nó gọn lẹ. Nó ngon lắm luôn á, cái này giống như là cải con vậy đó. Ngon ơi là ngon không?
cái xịa này là mình ăn được 2 cử nha. Nó coi chứ cũng nhiều lắm á, chứ không ít đâu. Qua phía bên đây mình thu hoạch luôn mấy cái rau cải giống như cải chân vịt nè. Đó, thu hoạch luôn. Đúng ra đó, là mình thu hoạch nó nhiều lắm á, nhưng mà tại vì nó bị sâu cho nên là mình đã cắt bỏ hết rồi. Cái đợt lá này là đợt lá mà nó khỏe mình để lại nè. Cái loại sâu gì không biết nữa mà nó bị vậy nè. Lúc đầu mình tưởng là tại vì nó thiếu nước, nó khô nha, nhưng không phải nha, nó bị sâu nha. Mình lấy cái cây á, mình khiều khiều ở giữa cái chỗ khô này là nó có con sâu nằm ở trong đó cả nhà nha, chứ nó không phải là nó bị khô lá đâu. Nó nằm giữa của cái lá đó đó, hai cái lớp lá nằm giữa đó đó. Rồi nó ăn hết cái lá khô lại luôn. Cho nên là nếu mà mình bị cái tình trạng đó đó, mình cắt mình bỏ hết đi, mình dưỡng nó lại, rồi mình lấy phân xịt thuốc trừ sâu á, mình phải chịu thôi nè. Nếu mà nó bị nhiều quá phải chịu thôi. Đó, mình cắt trụi vậy nè, rồi mình lấy thuốc trừ sâu á, thì mình xịt lên. Chứ nếu không á là nó ăn lây lan hết cái lá này là tới lá kia luôn. Tranh thủ đi vô, nắng quá rồi, nắng hốc chịu không nổi luôn á. Mấy cái rau này là mình tự ươm hạt giống cả nhà nha. Mình mua hạt giống ở chỗ vườn Evergreen Nursery á, rồi mình tự mình rải hạt xuống mình ươm thôi. Rồi xong. Wow, nhiều lắm nha. Hôm nay là mình cũng bội thu đó, rau cải với lại là bí su su. Tấp qua phía bên đây, cây cà này nó cũng có một số trái nó chín rồi. Đây, nguyên một chùm. Thấy thương không? Mấy cái cà chua này á, là mình đã cắt tỉa bớt mấy cái lá nha. Coi nè, mình cắt mấy cái lá đi á, cái cây nó mới thoáng. Nó thoáng với lại nó cũng đủ sức á, nó nuôi mấy cái bông nè. Coi nè, bông nó ra chùm chùm nguyên chà chà luôn, quá chừng luôn coi nè. Đó, cho nên mình cắt tỉa bớt cái lá đi cho nó khỏe. Với lại nó cũng bớt cái rậm rịch á, thì nó sẽ dễ để đậu trái hơn. Quá chừng luôn, bông ơi là bông luôn. Thấy mê không? Cái khu đằng đây thì mình cũng có trồng một số loại cà chua mà trái dài á. Bên đây nè, trái cũng nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Đậu trái dữ lắm cả nhà ơi, coi nè. Ôi ôi, trái mà nó chùm chùm mê không. Đó, cái này nó khi mà nó chín á, cái trái nó đỏ lên á, cả nhà thấy nó rõ hơn ha. Này còn xanh á. Coi nè, trái mà nó chùm chùm luôn. Ôi ôi, cưng dữ lắm. Mê chưa nè. Cái loại này á, là cái trái nó dài nha. Không biết là cái mạc của nó mình còn để không. Đây 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 đây, đây. Cái giống cà này là mình mua ở chỗ vườn Evergreen Nursery nha, của người đại hàng á. Đó, giống nó trái rất là sai, rất là nhiều á. Quá chừng không. Bên đây nữa. Coi nè, trái của nó nè, dọc dọc mê luôn á. Ồ, cưng không. Đó, quá chừng luôn. Đây nè, chùm chùm xà xà xuống mặt đất luôn. Như cái bông này là nó sẽ rụng nha. Đó, như cái bông này là mình thấy là nó không khỏe nè, nó vàng nè. Một hai ngày nữa nó khô là nó rụng rồi. Nguyên cái hàng dưa leo này của mình á,
thấy cái lá nó vàng, nó eo ọt quá mà không biết nó bị cái gì luôn nha. Ở đây thì mình thấy nó có một trái to to đây nè, trái này nó to thu hoạch được cái nè, đó đây, trái này ăn được rồi đó. Còn may mấy cái trái này nó là mình nghĩ chắc tuần sau là sẽ có thu hoạch nha. Đây nào, nguyên một nồi nè, không biết thấy không, đây cái trái này nhỏ nhỏ nè đó. Cứ một ngày không đi làm là đi ra ngoài vườn vậy nè, thu hoạch mê luôn, nắng nóng đã luôn. Vô trong đây nó mát rồi. Và bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha. Coi nè, hôm nay bội thu ha, rau cải, mấy cái rau cải cải ngọt này là thích nhất luôn, vô nấu canh ăn rất là ngon. Rồi tiếp tục đi đi cho người này người kia để ăn phụ chứ không thể nào mà ăn xuể. Và mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể tiếp tục theo dõi những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.